Ê, xí xí xí, xem tùng xem. Chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Và hôm nay là một cái ngày gọi là khá là đặc biệt. Hôm nay mình đã cán cục mốc 100.000 subscribe. Các bạn có thể thấy khá là cool nha. Và mình quyết định là mình sẽ mở công ty xe buýt. Vừa vô là thấy công ty ném liền là công ty là Toby Gang. Chuyện đó đương nhiên rồi bạn. Của Trung mà driver name là Toby cầm đầu. Logo hả? Logo nào giống mình nhỉ? Mình sẽ chọn mấy mình là King, có nghĩa là vua đó, quốc. Mình phải chọn avatar nữa bạn. Đây mình thích anh mấy anh da đen bạn. Da đen. Có anh nào da đen không? Không có anh nào. Anh này da khá là đen nè. Mình sẽ chọn mới vô là công ty của mình là có trị giá là 10.000 euro các bạn. Công ty của mấy mình đó. Ủ ngon, Toby Gang thấy không? Mình sẽ chạy một chuyến đầu tiên các bạn. Đấy, mình sẽ chạy từ cái gì đó đến cái gì đó mình cũng không biết. Bắt đầu tăng lên mặt xíu. Phục vụ. Quốc. Yo. Chờ khách vậy. Ok, mấy bạn khách đang lên bạn. Và chuyến này mình có thể là mình kiếm được 264 đô, 297 đô 19 cái vé đã bán ra các bạn. Mình bắt đầu chuyến hành trình của mình nha. Bắt đầu. Vô bạn. Đấy, có trên. Ui. Sao ta? Đây, mình sẽ gạt R số R. Thôi quên. Lên máy. Mình sẽ chuyển qua camera. Camera này các bạn. Lái cho chân thật. Đó. Ok, các cô bác ơi, lên xe. Xe tới. Đâu chỗ nào? Mình sẽ đậu vô chỗ này các bạn. Đây, thấy không? Đây là chuyến đầu tiên của công ty Toby Gang. Thắng lại. Mở cái cửa lên các bạn. Chào cô bác. Lên cô bác ơi. Lên em nè. Nó có chị em lái là bao an toàn mới luôn. Em lái là bao an toàn luôn. Chị cứ yên tâm. Các anh chị cứ yên tâm. Cứ lên xe em là tới nơi tới chốn luôn. Đương nhiên rồi. Đóng cửa lại bạn. Lùi. Thắng. Lên. Bít cái gì? Chuyến xe đầu tiên của mình bạn. Chuyến xe đầu tiên của công ty Toby Gang. Quên nữa, nếu bạn thích thấy video này hay, để lại mình một like, một subscribe. Ủa sao kẹt đường rồi? Xí, xem tung xem. Em lái là bao an toàn mới luôn. Ây da. Xin lỗi anh hai. Mày ấy, mày đi ngược đường á. Không phải mình đi ngược đường đâu mày. Sao kẹt dữ vậy? Tai nạn sao vậy? Mới vô game. Vừa gáy một cái là thôi. Vừa ra. Mày bị gì vậy? Nó bị lát bạn. Chứ không phải mình đâu nha. Nó bị lát. Ồ đi đường này khá là xa nha. Lô, bấm còi. Đó. Cút ra, nước sôi. Ê. Cái nào bấm nó xuống xe đập mình không ta? Đây nè. Mình không biết mình ấy. Trời xém chết. Em lái là bao an toàn mới luôn. Tao cố tình làm cho hành khách tao sợ thôi. Chứ mấy cái này gì đâu. Cố tình làm hành khách sợ thôi. Cái hành khách cứ bình tĩnh. Bây giờ chỉ là giỡn thôi. Đây, cái này là con mắt bạn. Đâu, cái feel của mình gần hết rồi. Mình sẽ... Không, được, chạy được, con được. Đổ xăng cái gì? Còn được mà. Chị cứ hẹn thấy cứ yên tâm. Sẽ còn chạy được đường dài. Cứ lên xe em nè. An toàn. Hiểu không? Qua cầu. Qua cầu nha, cầu vượt nha, chứ không phải là qua cầu tiêu đâu nha.
Đứng qua cầu là nghĩ bậy à. Nói thiệt, ok, mình sẽ quẹo ra đường cao tốc chắc vậy. Tại game này mình cũng cho chơi khá là lâu. Vượt. Vượt. Trời ơi. Cái chị yên tâm em lái vậy là tính hết rồi, Đó hình như bên đây mà. Bên đây. Nhầm. Lái xe an toàn lắm chị. Bên đây nè. Quẹo. Lên cao tốc liền. Lên cao tốc sẽ có trạm xăng. Lên cao tốc là khỏe rồi. À cái này là kiểu như mình kêu mấy anh kia ra các bạn. Ok, mình sẽ vô mình đổ xăng, kêu mấy anh kia ra để phục vụ thức ăn các bạn. Mình sẽ vô đây để mình đổ xăng. Còn thức ăn thì khỏi đi. Chạm dừng chân các bạn. Hồi trước mình đâu có vô chạm dừng chân đâu có người đâu, toàn là gì không không à. Giờ nó khá là nâng cấp lên. Ủa, cái đổ xăng đâu nhỉ? Thôi. Wreck it over. Ma bóp kẹn bạn mở nó coi. Không có ai có bóp kẹn nó vẫn bóp kẹn được bạn. Vãi thiệt. Lên em ơi. Trời ơi, sắp hết xăng rồi nè mấy bạn. Không ai lần sau hết đúng không? Lùi. Lên. Kiếm chạm đổ xăng lẹ các bạn ơi. Mình ở đây còn để cái số B các bạn. Số B lên không được, vô rượn. Vãi. Mình phải kiếm chạm xăng. Chứ không kiếm chạm xăng là hết xăng là đai đường. Đai đường chứ không phải đá đường ba. Đai đường là tuyến đường ba. Đai đường là nằm đường đó. Chạm thu phí. Vãi. Qua chạm bên đây đi. Trời ơi, qua trừ 20 đô chút rồi hết xăng rồi bạn. Chết mỡ. Mình cần lẹ hết xăng rồi bạn ơi. Chết cha. Hello, rồi thêm vụ nữa. Chạy nhanh cho cố vô. Hút nhau. Hung nhau độ. Cái trình độ lái xe là này qua tắt. Trời ơi, ngầu liền bạn. Thì ban đầu mình sẽ làm cho khách thú vị. Yes. Có chỗ đổ xăng bạn. Quẹo vô 10 km à. 10 km chậm quá. Chỗ đổ xăng đâu? Tao cần chỗ nó xăng cơ. Ui, nên đường cao tốc mua cho đổ xăng à. Mở mi. Lại cho mấy này nó ăn nữa. Ăn mập đó. Ok, nó lên rồi bạn. Nó vô kiểu như vô làm gì. Tốc độ quá. Mình cần xăng. Hết xăng rồi à. Ra đường xin đường chuyên nghiệp. Như tiệm xăng trên đúng không? Đúng không? Nhìn coi. Như hết xăng mà chạy dữ ta. Hết xăng chạy như đúng rồi luôn. Đây, đúng rồi. Tiệm xăng. Không phải. Nè tiệm xăng các bạn, tiệm xăng. Đúng rồi, vô đổ xăng. Có con ngựa nó vui vậy. Chạy lẹ lên không? Tao sắp hết xăng nữa, chút đẩy chết bà luôn. Ok. Đi. Yeah. Xăng. Ok. Trời, có đổ xăng lên cần lít tình lít. Mình mà.
anh sẽ bán đo bao nhiêu mà anh trừ nhiêu. Trừ nhiêu. Rồi anh thôi đi, kìa không biết mình trừ nhiêu nhưng mà chắc chắn mình sẽ lời các bạn. Cỡ nào chả thế. Ok, mình sẽ hướng thẳng tới còn 2.000 mét nữa thì phải. Nhìn bên góc bên trái các bạn. Có thấy không? 2.000 mét. Khá là xa. Cái tới trạm thu phí các bạn. Này là chạm ra tính tiền không? Dừng. Ý, dừng. Ý. Trời, mình dừng chuyên nghiệp bạn. Chuyên nghiệp, dừng là xét vạch. Hiểu không? Xuống cao tốc. Xuống cao tốc bạn. Ôm cua với 90 km/h. Em lái là bao an toàn mới luôn. Đầu đẩy em trai à. Tính ra tao cài số R luôn. Nó mất tiêu rồi. Ủa mình cài số R đâu phải số D đâu các bạn. Vậy. Mình lát. Trời ơi. Mình hù hôi chứ mình biết cái xe này nó rất là bền mấy bạn. Mình thử cái độ bền nó thôi. Đúng không? Phải hiểu ý mình mấy bạn. Coi mình clip của mình mấy bạn phải hiểu ý. Hiểu không? Ok. Mình không phải là mình kiểu như là mình không kinh nghiệm hay là do mình cố tình á. Hù mình phải tạo trải nghiệm cho các vị khách hiểu không? Đấy, trải nghiệm là nhớ đời luôn. Sắp tới bạn còn 1.000+ mét nữa. Ở trên đây mình phải vượt chiếc xe này bạn. Ừ không được, vượt không được. Mưa. Đó, vị khách vẫn giờ. Đi luôn ha. Mưa mình sẽ làm. Không biết cái này có tác dụng gì. Ok, bút coi ai. Cái chiếc Mercedes vậy. Nè. Rồi mình sẽ vô đường cong. Sẽ vượt mấy này. Cô đê. Vượt vô cô. Đâu. Tao cố tình tao làm vậy á. Cho mấy người bên kia nó sợ mình là biết. Mình tay lá lụa. Nè hù nè à. Trời ơi. Mình canh được hết bạn, bạn cứ yên tâm. Sắp tới chưa? Còn 50 km. Đã lần. Kinh nghiệm. Sẽ đông cái gì rồi không được luôn á. Cảnh báo lượt. Vượt. Bây giờ. Ây da. Cái gì vậy? Sao tự nhiên dần vậy? Ê. Hoa là. Vá lên. Thôi thà tao đi đường trong luôn đi. Mẹ. Không nhường. Rồi, sắp tới nơi các bạn. Sắp tới điểm đến rồi. Yeah. Chuyến đi đầu tiên của. Ê. Quẹ không xi nhan. Quẹo không xi nhan. Đấy, người ta quẹo giống như kinh nghiệm các bạn. Kinh nghiệm của một người gọi là lái xe một ngày. Đúng không? Dạ, vô. Yeah, các bạn có thể ở đây. Ủa sao gì vậy? Từ từ. Đó gọi là tức nha. Ok, tới nơi các bạn nào. Là một ngày gọi là làm việc của mình các bạn. Làm việc trong công ty mới của mình là một chuyến đi khoảng cỡ 300 đến 500 đô. Rồi tiền vé với lại có con kia mị mà để tao nói nhiều. Ok, các bạn có thể thấy là cái hãng xe của mình mới mở là Tobiga khá là nhiều người. Mình sẽ kiếm được 627 đô và trừ đi cho cái tiền vé là con tiền gì đó 400 mình ăn được à. Mình lời được 422 và mình được bonus lên tới 799 bạn. Ghê không à, chuyến đi mình đã tìm được, mình được kiếm được 800 euro. Khá là lời với một công ty mới mở như mình. Các bạn có thấy video mình thử thách 24 giờ
làm tài xế xe buýt cho chính công ty mình. Đó, ok. Nếu bạn thấy video này hay, các bạn có thể để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia công ty mình, đăng ký, gửi hồ sơ vô để mình nhận làm tài xế lái xe và có thể kiếm tiền mỗi ngày kiếm được 800 đô. Mà nếu bạn chạy thêm 2 chuyến nữa, ngàn, trời ơi, bạn làm giàu không dễ, không khó bạn. Ok, bye bye.